Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với mỗi tuần một vấn đề, và cũng chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Phó Thị trưởng Phát Bồi cũng giống như luật sư Nguyễn Quốc Lân chia sẻ với chúng tôi những cái sự kiện mà chúng tôi qua hy vọng những cái cuộc trao đổi với quý vị phần nào khán thính giả chúng tôi hiểu được những cái hiện tình chính trị tại Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trở lại một trong những cái vấn đề mà cốt lõi nhất của vấn đề, kính thưa quý vị, đó là ông Jim Comey. Ông Jim Comey là một trong những người đã từng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp dưới thời kỳ của Tổng thống Barack Obama, là một người được bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc FBI sau cái nhiệm kỳ 12 năm của ông Bob Mueller ra đi, và có thể nói là một trong những người gây nên nhiều cái sự chú ý trong cái cuộc bầu cử, đặc biệt là trước ngày bầu cử. Ông đã có những cái lời lẽ tuyên bố về vấn đề những cái email của bà Hillary Clinton. Đến bây giờ thì ông đã bị Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sa thải. Nhưng mà trước đó thì chắc quý vị cũng đã biết rằng là lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump dựa vào một cái lá thư của ông Rosenthal, là tuy nhiên là một trong vị Thứ trưởng Ngoại giao, đưa ra là ông ta cho rằng ông Jim Comey không hợp với cái khả năng làm việc ở chức vụ Giám đốc FBI và không có những cái gì liên quan đến vấn đề khác hơn. Mà gần đây thì cho thấy có những cái dự kiện cho thấy Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu ông Jim Comey ngưng lại việc mà điều tra ông Michael Flynn, cũng giống như là đừng có hỏi có vấn đề điều tra tôi hay không. Đến bây giờ thì tất cả mọi người theo dõi vấn đề này, họ cho rằng Tổng thống Donald Trump đã một phần nào không đưa lên đúng sự thật về cái vấn đề sa thải ông Jim Comey, và đồng thời cho rằng một phần nào ông dính vào một cái tội gọi là cản trở công lý. Qua cái sự kiện này thì như thế nào, thưa luật sư? Vâng, nếu mà ai hiểu cái hệ thống chính phủ của Hoa Kỳ, hệ thống tư pháp, hệ thống tòa án, thì phải biết rằng trên thực tế tất cả những chuyện vận động sau hậu trường, vận động để chạy tội cho người này, giảm án cho người kia, hầu như không ai ngây thơ để nói chuyện nó không xảy ra. Nhưng mà cái nếu có chứng minh cái rắc rối của Tổng thống Donald Trump hiện nay đó, nếu mà họ xác nhận được rằng có Tổng thống Donald Trump có ngồi mặt đối mặt với ông Jimmy Comey nói là thôi chích đừng điều tra nữa, bỏ cái đó qua được hay không, nếu chuyện đó có xảy ra thì đó là hành động ngăn cản công lý và là cái tội felony của Hoa Kỳ. Nếu mà tội đó được thực tiến hành bởi một vị tổng thống thì cái đó có thể căn bản để đưa đến cái đằng hạt, tức là impeachment. Cái đó là cái mối quan hệ nguy hiểm. Còn hầu như tất cả những chuyện khác là những chuyện bêu thai với xấu, lọ lem, những dây dưa mà nó không phải là cái chuyện phạm pháp. Cái chuyện phạm pháp là có cái đó hay không. Và tất cả những chuyện về sau này là nhân viên FBI khi Robert Mueller gửi nhân viên đến điều tra, họ hỏi tất cả nhân viên, anh biết cái gì, không biết cái gì, biết cái gì nói hết cho tôi, anh không biết gì. Tất cả những ai nói sai sự thật mà chứng minh có sai đều có thể bị kết tội là perjury hết, đều là cái tội liên bang hết. Cho nên khi tất cả các vị viên chức, cho dù là phó tổng thống, cho dù là bộ trưởng này kia, mà đụng đến FBI ngồi trước mặt, bây giờ họ dám nói thật hay không, hay họ nói láo, họ có dám nguy hiểm để tù để bảo vệ tổng thống hay không, cái đó là cái câu hỏi khó khăn cho mọi người. Đó là cái nguy hiểm của cái công tố viên độc lập, của viên đặc biệt là như vậy. Thành ra đó là cái mà nó đưa nguyên cả nội các của Tổng thống Donald Trump ở cái thế rất là khó xử ở cái thời điểm này khi đối diện với cái công tố viên độc lập. Tại vì cái công tố viên độc lập này họ không có bị chi phối bởi cái cấp chỉ huy của Tòa Bạch Ốc hay là Bộ Tư pháp. Họ đứng độc lập, họ có toàn quyền truy tố, điều tra bất cứ ai, bất cứ chuyện gì liên quan tới cái cuộc điều tra này. Đúng như thế, một người trong nội các cao hay là chức cao hay chức thấp nói trước công chúng là sai sự thật để mà bênh vực vào chữa cho một vị tổng thống thì nhiều lắm là chỉ bị mang tiếng và có thể bị cách chức. Nhưng mà nếu mà nói under oath, tức là đứng trước cơ quan pháp luật như là FBI mà nói sai sự thật thì cái đó là cái tội đại hình và sẽ bị xử phạt rất là nặng, trong trường hợp này sẽ bị rất nặng. Trở lại vấn đề cụ thể của ông, cựu giám đốc FBI Jim Comey, thì kính thưa quý vị, theo như sự hiểu biết của chúng tôi trong những ngày gần đây thì Ủy ban Tình báo Thượng viện đã đưa ra một cái lời mời và mời ông Jim Comey đến để điều trần trước Thượng viện, và ông đã chấp nhận cái lời mời đó. Dự trình là vào ngày 28 sau những ngày chuyến đi của Tổng thống Donald Trump trở về thì ông sẽ ra trước mặt Quốc hội. Nhưng mà gần đây thì có những cái sự trả lời cho biết
rằng có thể ông sẽ muốn gặp để cho có cái cuộc gặp gỡ với ông Robert Mueller trước khi ông đi ra trả lời với Thượng viện của Hoa Kỳ. Nhưng mà như luật sư Lân vừa trình bày với chúng tôi là nếu những cái sự kiện mà cho thấy rằng có đủ bằng chứng để ông Jim Comey nói rằng là Tổng thống Donald Trump đã nói với tôi thế này thế nọ với mục đích nhằm cản trở công lý. Thế thưa luật sư, thế nào là cái điều kiện và cái chứng minh dự kiện để chứng minh rằng Tổng thống Donald Trump mắc phải cái vấn đề cản trở công lý đối với cái trường hợp của ông Jim Comey? Trên pháp lý, cái hành động cản trở công lý phải là có một hành động và cái hành động nó phải có tác dụng gì đó, chứ không phải nói bâng quơ ra là coi được. Thành ra cái việc chứng minh trong cái vụ này nếu mà có xảy ra cũng khó chứng minh là có đúng Donald Trump nói hay không, hay là Comey gian dối bày ra cái này, hay là bày ra cái mình sẵn để mà chuẩn bị cho ông Comey đuổi thì ông dở cái món bù này ra để ông truy phạt lại. Trong cuộc điều tra này nó sẽ lòi ra nhiều chuyện lắm. Nó sẽ lòi ra nhiều chuyện là ông Comey giữ viết cái memo này trong gặp gỡ của tất cả mọi viên chức, hay là chỉ có cái chuyện Donald Trump thôi, hay là có cái điện thoại ông với ông Barack Obama trước đây thì sao, với Bộ trưởng Tư pháp thì sao, có ai nói qua nói lại về cái chuyện thôi đi đừng điều tra thêm, điều tra bớt gì về cái chuyện bảo điều tra của email của bà Hillary Clinton. Tất cả mọi chuyện đó nó có thể xảy ra. Và nếu mà ông Comey này là chỉ ông trong suốt 5 năm 7 năm ông chỉ viết cái memo với Donald Trump thôi mà không viết memo với người khác nữa, thì hóa ra là ông bày mìn sẵn để khi ông bước ra khi mìn nó nổ lên nó tung vào mặt Donald Trump hay không. Thành ra có nhiều cái vấn đề sẽ đặt ra mà hiện nay mình không có biết sự thật là cái gì, và mình không có biết cái đó. Thành ra tất cả mọi người chỉ nín thở ngồi chờ coi là một cái mìn nào, cái viên đạn nào nó sẽ nổ sắp tới. Thành ra chúng ta ngồi ngoài chúng ta cũng khó biết được là chuyện gì sẽ xảy ra. Hai cái điều mà là tai hại cho ông Trump đó là trong một cái tweet ông Trump có hăm dọa ông Comey, là ông Comey thận trọng là nói coi chừng là bởi vì tôi có bằng chứng, gần như là ông muốn nói cho mọi người biết rằng là ông đã có thâu bằng cái buổi nói chuyện giữa ông Comey và ông Trump. Giống như là trong cái trường hợp mà Watergate, ông Nixon đã thâu bằng hết, nó lúc đó người ta biết được nó mới đòi cái băng đó, và Tổng thống Nixon đã phải đưa ra. Thì trong trường hợp này, ông Trump nói cho mọi người biết trong cái Twitter là ông có thâu băng cái buổi nói chuyện giữa ông Comey và Tổng thống Trump. Thì nếu Quốc hội đòi hỏi cái thâu băng đó, mà cái thâu băng đó có sự được như vậy thì nó rất là phiền toái cho ông Trump. Điều thứ hai đó là Bộ Tư pháp xác nhận rằng họ viết ra cái bức thư đề nghị, không phải nói rằng là ông Comey không còn đủ cái khả năng để mà có thể hướng dẫn FBI, và vì thế nên đề nghị sa thải ông Comey. Thì Bộ Tư pháp lại xác nhận rằng họ viết như thế là bởi vì họ biết rằng Tổng thống Trump muốn viết như thế. Thành mặc dù họ không nói rằng là ông Trump yêu cầu họ viết, nhưng mà gần như là họ ám chỉ là Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp phải viết như thế. Vâng. Nhưng mà kính thưa quý vị vừa đưa lên một cái dự kiện gọi là thâu băng. Trong trường hợp nào thì Tổng thống được quyền thâu băng tất cả những cái sự kiện xảy ra trong White House, và cái giới chức nào thì có cái thẩm quyền để yêu cầu trưng bày tất cả những cái băng đó ra, thưa luật sư? Thì vâng, nên nói chuyện thâu băng như nó với thời Nixon đó, ông ta có cái tính lưu giữ những điện thoại để có di tích lịch sử của ông ta thôi, thì ông ta có cái hệ thống thâu băng ở trong cái đó. Chứ thông thường tôi không nghĩ là trong phô thường các viên chức nói chuyện với nhau trong tòa Bạch Ốc hiện nay họ thâu băng. Nếu có, nếu mà ai hiểu ông Donald Trump, ông có thâu băng đã đưa ra từ lâu rồi. Nếu ông có cái đó, ông đã tin đó rồi, ông đã bắn nổ tung ông cựu giám đốc FBI đã nổ tung nó. Thành ra cho dù có thâu băng đó, nếu mà có thực sự có cái băng thép đó, cái văn kiện đó, thì Quốc hội hay Bộ Tư pháp hay là công tố viên độc lập có quyền đòi hỏi Tổng thống, nếu quý vị ông có cái băng đưa ra ngay bây giờ. Đó, theo cái dưới quyền subpoena, họ có quyền đòi hỏi những cái đó. Mà nếu không có thì tòa đó có thể lúc đó nói soi tôi không có những cái đó, thành ra cô coi như là không có thôi. Vâng, kính thưa quý vị, chắc là chúng ta chỉ còn một chút ít thời giờ, và chuyến đi của Tổng thống Donald Trump trong những ngày qua đã mang lại một cái tầm cỡ ngoại giao quan trọng, và tất cả mọi người trên hành tinh này đều theo dõi chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Chỉ còn một chặng chót cuối cùng là đảo Sicily, là ông ta có cơ hội để gặp gỡ tất cả các vị nguyên thủ của khối G7. Theo cái sự nhận định của quý vị, trong những thời gian qua thì chuyến đi này nó có mang lại thành công và mang lại ý nghĩa gì với Tổng thống Donald Trump cũng giống như nhân dân Hoa Kỳ, thưa quý vị? Chúng tôi thấy rằng cái chuyến đi của Tổng thống Trump rất là thành công. Ông đã làm được những cái chuyện mà ông muốn, nhưng mà cái điểm quan trọng là cái chuyến đi của Tổng thống thường thường luôn luôn là thành công về cái mặt mà ngoại giao.
Cái điểm quan trọng là sau này rồi sao, khi ông trở về cái hiện thực ở Hoa Kỳ thì công việc nó sẽ như thế nào? Cái chuyến đi này có mang ảnh hưởng tốt cho Tổng thống Donald Trump để đánh bạc đi tất cả những cái sự kiện của người dân Hoa Kỳ đang nghi ngờ qua những cái sự kiện gọi là scandal của Tổng thống Donald Trump đang mắc phải không, thưa ông? Tôi đồng ý với Phó Thị trưởng Pháp Bùi là tốt ở cái chuyện là ông không có sơ sót, không có nói sai, nói chật cái gì đó thì nó đi được tốt. Cái thứ hai nữa, nó xác định là cái vị trí của Hoa Kỳ, những lời quan điểm chính sách của Hoa Kỳ đó là một cái tiến trình rất là tốt thôi. Nhưng mà cái chuyện đó nó không có xóa tan được những cái dị nghị, những cái tranh cãi về luật pháp hay là chính trị ở trong khu vực Hoa Thịnh Đốn hiện nay. Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị đã cùng chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề với sự hiện diện của ông Phó Thị trưởng thành phố Glasgow, đó là ông Phát Bùi và luật sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ tịch Hội đồng Học khu của thành phố Glasgow. Chúng tôi hy vọng quý vị cùng với chúng tôi có thể nói rằng có những cái bước tiến mới để tìm hiểu thêm những cái sự kiện hiện nay đang được người ta nói đến về vấn đề một cái sự thực về nền chính trị tại Hoa Kỳ như thế nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.